Máy xây dựng Nhân Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em có một số cái hàng gọi là hàng đã qua sử dụng của hàng chính hãng của Daewat các bác nhá. Và Makita này thì ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình. Đấy, Daewat này, đấy máy khuôn máy lụa đây các bác nhá. Cái này thì bên em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 300.000 một cái thôi. Còn đây là máy điện này. Đấy, hàng này hàng chính hãng các bác nhá. Daewat này, máy điện này. Đấy, con này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 250.000 này. Đấy, ok chưa? Và đây là thân máy mài pin. Đấy, giá chỉ có là 300.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Ngày hôm nay thì bên em đại hạ giá đồ chơi của trẻ em các bác nhé. Đấy, móc khóa này. Đấy, móc khóa này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 10.000 một cái thôi các bác nhé. Đấy, bình thường bên em đang bán với giá là 40.000. Bây giờ thanh lý với giá chỉ có là 10.000 một cái thôi. Qua tiếp tục các bên này này. Đây. Rồng này. Đấy, những con này thì bên em đang thanh lý với giá là 20.000 các bác nhé. 20.000 này, vịt này, vịt này cũng giá là 20.000 này. Đấy. Con nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Còn đây ô tô này thì đồng giá là 10.000 một cái các bác nhé. Ô tô này là đồng giá là 10.000 một cái này. Đấy, các nào chốt thì liên hệ ngay này. RP7 các bác nhá. Cái này thì bên em đợt này về một cái lọ to và một lọ nhỏ. Đấy, bác nào mà lấy lọ nhỏ thì giá chỉ có là 30.000 một lọ thôi. Còn bác nào mà lấy lọ lớn này, lọ lớn thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một lọ thôi cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì dung tích nó lớn hơn nên là các bác có thể xài nhiều hơn các bác nhá. RP7 này bôi trơn này, chống thủy sét này. Đấy, quá ok luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào lấy lọ nhỏ thì lấy, mà lấy lọ lớn thì các bác lấy nhá. Qua cho các bác anh chị mình cái bồ gọt hoa quả này, rau củ quả các bác nhá. Đấy, cái này thì 5 cái. Và cái bộ này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một bộ thôi các bác anh chị mình nhá. Đấy, 50.000 một bộ thôi. Qua tiếp cho các bác anh chị mình vợt cầu lông này. Đấy, bác nào mà muốn thể dục thể thao thì cô bác anh chị mình có thể sắm ngay cái bộ vợt cầu lông này cho con em mình, hoặc là mình có thể tập thể dục các bác nhé. Giá chỉ có là 85.000 một cái bộ vợt như thế này thôi cô bác anh chị mình nhé. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Đấy, mũi khoan đa năng các bác nhá. Đầu lục giác này, hàng của Nhật Bản này. Mũi 6 này, mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, 2, 4, 5 mũi các bác nhá. Đấy, mũi khoan đa năng này thì một bộ như thế này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 120.000 thôi. Ryobi nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Cối chày này, này cái này thì bác nào mà ở nhà mà chưa có này thì các bác sắm ngay cho em nhá. Hàng này là hàng inox không rỉ rét các bác nhá. Đấy, hàng inox không rỉ rét cực kỳ nặng luôn các bác này. Đấy, có nắp đầy ở phía trên như thế này, lúc mà các bác đâm là không bị văng ra các bác nhá. Giá chỉ có là 110.000 thôi các bác nhá. 110.000 thôi. Đấy. Inox 304 các bác này. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về ấm inox này. Ấm này, ấm để nấu nước các bác nhá. Ấm nấu nước 3 lít này, bên em đang bán với giá chỉ có là 45.000 thôi các bác anh chị mình. 45.000 thôi các bác nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua cho các bác anh chị mình này. Đấy. Lan xích này. Đấy, các bác nhá. Cái này thì 4 inch. Cái này thì sẽ có là 2 pin 1 sạc vào cuối năm rồi thì em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 350.000 các bác nhá. Thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá là 350.000 này. Đấy. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Rìu sói này. Đây. Rìu sói các bác nhá. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, cán cầm cực kỳ đẹp mê ly luôn các bác nhá. Rìu sói thì bên em nhiên đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi cô bác anh chị mình. 250.000 này, em quay từng chi tiết một cho cô bác anh chị mình xem này. Đấy. 250.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua bên này cho cô bác anh chị mình bếp điện các bác này. Đấy, bếp điện các bác. Cái này thì các bác nấu cho em tất cả các loại nồi luôn. Đấy, công suất của nó là 1.000W các bác nhá. Đấy, xài điện cực kỳ gọn nhẹ luôn. Các bác có thể mua về nấu ở trong nhà hàng, hoặc là trong phòng trọ, hoặc là đấy, mỗi lần mà ăn lẩu hay là có tám tiệc gì các bác có thể sử dụng cho em. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi. 130.000 không kén nồi các bác nhá. Rửa xe pin các bác nhá. Rửa xe pin này. Đây. Rửa xe pin, cái này là đầu này, các đầu bét và đầu súng để nối dài này. Đây. Đầu bét và đầu súng để nối này, và dây này, và một cái sạc kèm theo một viên pin nhỏ các bác nhá.
Đấy, rửa xe pin bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 260.000 thôi. 260.000 các bác nhá, quá rẻ luôn. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp này, bộ dâu búc này. Đây, bộ dâu búc các bác nhá, bộ dâu búc này. Đấy, cái này thì có 3 cái dao, một cái cày và một cái khuôn để mình đúc trứng. Đấy, là thành 5 chi tiết các bác nhá, bộ dâu búc 5 chi tiết này. Giá bên em đang bán với giá là 55.000 một bộ thôi. Chuyển tiếp qua đây này các bác này. Đây, chuyển tiếp qua cho các bác anh chị mình keo dán tôn chống dột các bác nhá. Keo dán tôn chống dột này bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 20.000 các bác nhá. Cái này là bản 5 sen. Đấy, bản 5 sen các bác nhá. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Rồi qua bên này các bác. Đây là dây đổi nguồn từ điện 220 chuyển sang điện 110V. Đấy, cái này thì chỉ sử dụng cho máy khoan thôi các bác nhá. Máy khoan, máy mài, máy xay sinh tố, miễn là cái máy nào mà không có cái mạch điện tử là các bác xài được các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 90.000 thôi. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đây, kéo cắt cành của Nhật các bác nhá. Kéo cắt cành của Nhật này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một kéo thôi các bác nhá. 50.000 một kéo thôi, quá rẻ luôn các bác nhá. 50.000 một kéo này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi qua tiếp ở đây cho cô bác anh chị nào có nhu cầu mua chì hàn các bác nhá. Chì hàn này. Đấy, chì hàn thì bên em đang bán là 40.000 một cuộn 100g các bác nhá. 40.000 một cuộn này. Đấy, còn đây là mỏ hàn chì này, 100W các bác. Đấy, mỏ hàn chì 100W giá cũng là 40.000 luôn. Đấy, thanh lý cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Rồi chuyển tiếp qua đây cho các bác anh chị mình. Đấy, Tết đến rồi này. Đấy, bác nào mà nhu cầu muốn ăn lẩu một mình này hoặc là muốn hấp này. Đấy, cái này là nồi lẩu, nồi hấp dành cho một người ăn. Đấy, giá chỉ có là 95.000 thôi các bác nhá. 95.000 cái nồi lẩu, nồi hấp một người ăn này cho các bác nhá. Đấy, 95.000 này. Rồi qua đây cho cô bác anh chị mình, đèn pin cầm tay siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, có chế độ hiển thị pin ở đây luôn các bác này. Này, hiển thị pin. Và khi các bác muốn sạc thì các bác sạc ở đây các bác nhá. Đấy. Đèn này cực kỳ sáng luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nhá. 75.000 thôi, tay cầm chắc chắn. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn các bác. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nhá. Dây điện đã về cô bác anh chị mình nhá. Đấy, dây điện này là dây điện 30m của bác anh chị mình. Đấy, rất ok luôn. Đây là ổ cắm và cắm của nó này. Đấy, giá chỉ có là 140.000 các bác nhá. 140.000 này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình một cái dòng quạt hu can của bác anh chị mình. Cái này thì mình vừa xài pin này, vừa xài điện các bác nhá. Đấy, đây là xài pin này, bác nào mà sử dụng chân pin phổ thông này thì cô bác anh chị mình có thể xài cái máy này các bác nhá. Đấy, bộ đi kèm là sẽ có là một mã thân máy này. Em sẽ bỏ thêm cho cô bác anh chị một cục pin này, kèm theo một cái sạc như thế này. Đấy, cái này thì mình vừa cắm điện vào quạt và mình có thể sạc được cả pin luôn cô bác anh chị mình. Đấy, rất tiện và sử dụng các bác nhá. Và đợt này thì bên em sẽ tặng kèm cho cô bác anh chị mình một cái túi này. Một cái túi để đựng quạt luôn để các bác có thể đi du lịch mọi nơi cho em. Đấy, rất thích hợp cho bác nào mà ở nhà mà có trẻ nhỏ hay bỏ dưới chân giường này. Hoặc là đi du lịch picnic này, hoặc là mình đi nằm viện như thế nào đấy thì cô bác anh chị mình có thể mua cái dòng quạt này. Cái này thì mình có thể xoay lên xoay xuống được này, hoặc là các bác có thể ngoắc lên cửa sổ cũng ok này, có móc đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000. Và bây giờ thì em sẽ cắm cho cô bác anh chị mình xem này. Đây, đây là cái lỗ để cho cô bác anh chị mình cắm điện trực tiếp nhá. Đấy, nếu như bác nào mà không thích xài pin mà muốn cắm điện trực tiếp thì cô bác anh chị mình có thể cắm trực tiếp vào đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Và bây giờ em bật quạt này. Đấy, có cái tay nắm để xách luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Ở đây thì có cấp độ số để cho mình bật. Đấy, thích muốn mảnh nhẹ gì các bác có thể bật ở đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn nhá. Còn nếu như bác nào mà không thích xài điện này, đấy, không thích xài điện thì mình xài pin các bác nhá. Đây, bên em sẽ kèm theo cho cô bác anh chị một viên pin như thế này. Đấy, cực kỳ tiện này. Đấy, ok chưa? Đấy. Giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. 860.000. Khi các bác xài xong này, khi các bác xài xong mà các bác muốn sạc thì các bác cũng có thể sạc trực tiếp ở đây luôn cho em này. Đấy, ok chưa? 860.000 thôi các bác anh chị mình. Nhanh tay các bác nhá, số lượng còn 5 cái nữa thôi các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô mỏ led 12 inch bài các bác nhá. Đấy, hàng này thì siêu chất lượng luôn cô bác anh chị mình. Đây, có cái bọc nắm luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy,
Cái này là 12 inch, hồi xưa em bán là 300.000, nhưng mà bây giờ Thanh nghĩ về giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. 95.000 thôi. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, lưỡi cắt Makita 1 tấc 85 các bác nha, của Nhật Bản các bác nha. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 80.000 thôi. Rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp này. Đấy, dầu nóng này, dầu nóng của Hàn Quốc các bác nhá. Giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy. 110.000 thôi cô bác anh chị mình. Sau đây thì em sẽ test máy hàn cho cô bác anh chị mình. Đấy, que 2 ly 6 và 3 ly 2 đây cô bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì em sẽ test que 2 ly 6 trước cô bác anh chị mình nhá. Máy hàn Lincoln này ARC220E giá chỉ có là 680.000 thôi cô bác anh chị mình này. Đấy, em test thực tế cho cô bác anh chị nào mà nhu cầu muốn mua các bác nhá. Đấy, quá khỏe luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì các bác hàn que 2 ly 5, 2 ly 6 thì các bác hàn cả ngày cho em. Đấy, còn que 3 ly 2 thì các bác hàn số lượng thôi các bác anh chị mình, 15 đến 20 que một lần thôi các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 680.000. Siêu khỏe. Đây, còn đây là que 3 ly 2 này. Thì đi kèm sẽ có một cái cò xỉ nữa các bác anh chị mình nhá. Kèm theo một cái cò xỉ như thế này để lúc mà các bác hàn xong lại các bác có thể đánh này. Đấy, đập cái mối hàn ra các bác anh chị mình nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào mà nhu cầu chốt này, máy hàn Lincoln này của Đức này, đấy, giá chỉ có là 680.000 thôi các bác anh chị mình. 680.000 thôi các bác nhá. Dây điện 30m các bác anh chị mình nhá. Đây, ở đây thì sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5 5 kia chỗ cắm cho cô bác anh chị mình. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. 140.000 này, dây 30m này. Tiếp cho cô bác anh chị mình này, cân tiểu ly này. Thì bên em về hai dòng này, một dòng bé và một dòng lớn này. Một dòng lớn thì cân 10kg, mà dòng bé thì cân 5kg các bác nhá. Đấy, dòng bé thì là giá là 50.000, còn dòng lớn này thì giá là 70.000 cô bác anh chị mình nhá. Khóa số chữ U các bác nhá. Khóa số chữ U bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn đây là dụng cụ cắt sen này. Sen xe các bác nào mà trùng ấy thì các bác có thể sử dụng cái dụng cụ cắt sen này. Giá cũng chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Dụng cụ cắt sen này giá là 80.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Búa này, búa cờ mì. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác anh chị mình. 65.000 thôi các bác nhá. Đấy, búng mực này. Đấy, búng mực bên em đang thanh lý với giá là 50.000 các bác nhá. Búng mực này giá là 50.000. Tiếp theo em qua cho cô bác anh chị một cái dòng máy thổi bụi công nghiệp cô bác anh chị mình. Và cái dòng này là dòng điển các bác nhá. Điển các bác này, cái này thì dây dài của nó là tận 5m các bác nhá. Dây dài là tận 5m và có điều tốc ở đây luôn. Giá chỉ có là 960.000 thôi. 960.000 thôi các bác nhá. Hàng này là hàng chính hãng của Hukan. Đấy, 960.000 cái này thì các bác mua về thổi lá thoải mái cho em đấy. Cái này là thổi bụi công nghiệp, công suất là 3.500W các bác nhá. 960.000 thôi. Đấy, cực kỳ lớn luôn.
Đấy, bác nào nhu cầu về thổi bụi công nghiệp này thì các bác có thể sử dụng cái dòng này cho em. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu về cái dòng mà thổi bụi của Hukan này, cái loại nhỏ này, thì các bác có thể sử dụng cái loại này cho em này. Đấy, cái loại này thì các bác vừa hút vừa thổi cho em nhá. Vừa hút, hút thì các bác quay cái đầu này vào đây cho em này. Còn nếu như các bác thổi thì các bác lắp vào đây cho em nhá. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá, giá chỉ có là 340.000 thôi. 340.000 thôi các bác anh chị mình. Đây, 340.000 là như thế này các bác nhá. 340.000 thổi bổ khu can các bác này, 340.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy. Đây là tông đôi cắt tóc các bác nhá. Cái này thì kèm nó có 4 cử này. Đấy, lược này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Cho cô bác anh chị mình tiếp này, khay inox để đựng thức ăn này. Đấy, nó có kích cỡ là 10, 12, 14, 16, 18 các bác nhá. Đấy, nó sẽ kích cỡ lớn dần và có nắp đẩy các bác này. Giá chỉ có là 39.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 39.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Nào nhu cầu về máy hàn rẻ này thì chuyên hàn quay 26 thì các bác có thể sử dụng cái dòng MMA200 Vortex các bác nhá. Dây hàn kìm hàn kẹp mắt cũng đầy đủ cho em luôn các bác này. Này, ok chưa? Và giá thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 650.000 thôi các bác nhá. 650.000 thôi, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình rồi. Đấy, MMA200. Giá là 650.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên, hàng của Nhật Bản nhá. Rồi các bác nha, đây là cái dụng cụ để cô bác anh chị mình muốn di chuyển vật dụng ở trong nhà mình như tivi, như tủ lạnh này, hoặc là tủ lạnh hoặc là tủ đồ áo quần mà nặng quá thì cô bác anh chị mình có thể dùng cái đòn bẩy này bật lên rồi kê vào, và xong các bác có thể đẩy tủ đi nhẹ nhàng các bác nha. Đấy, tủ tivi này, đấy, tủ áo quần này, hoặc máy giặt này, tủ lạnh này. Đấy, một mình không có thể khiêng được thì các bác có thể di chuyển bằng cái này thì nó sẽ có 4 cái máy xe như thế này. Rất ok luôn, và mình có thể kéo đi cho em nhá. Đấy, giá chỉ có là 90.000 một bộ như thế này thôi. Giá cực kỳ bèo luôn đấy các bác nhá, 90.000 thôi. Bác nào nhu cầu về đèn vũ trường các bác nhá. Đấy, các bác nào thích nhấp nháy như thế này thì các bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. Cái này thì có 6 bóng led luôn các bác anh chị mình. Các bác treo lên trên nóc nhà này thì buổi tối thì nó sẽ chiếu cực kỳ đẹp luôn, giá chỉ có là 50.000 một cái thôi. Đấy, quá đẹp các bác nhá. Đấy, 6 màu. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, một cái lô máy xay thịt xay cá 2 lít các bác nhá, kitchen nhá các bác nhá. Xay thịt xay cá này bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu về máy xay thịt này, đấy, thì giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. Dung tích là của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, máy xay tóc Nova các bác nhá. Cái này thì các bác có thể mua về cho các con mình ở nhà xay tóc này. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Hoặc là các bác có thể đưa đi du lịch picnic khắp nơi cho em, bỏ trong vali là cực kỳ tiện các bác nhá. Giá chỉ có là 35.000 thôi các bác anh chị mình. 35.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Cô bác anh chị nào có nhu cầu về bình 8 lít và bình 10 lít đựng nước các bác nhá. Bình này thì bình giữ nhiệt, cái này thì bác nào mà gia đình mà đông người ấy, hoặc là các bác làm hàng quán gì thì sắm ngay một cái bình như thế này. Bình 8 lít thì bên em đang treo với giá là 220.000. Còn nếu như bác nào mà lấy bình 10 lít thì giá là 250.000 cô bác anh chị mình nhá. 8 lít là 220, còn là 10 lít thì sẽ là 250. Có vòi để mình xả nước ra này. Cái này là giữ nhiệt cô bác anh chị mình. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình nha. Bộ làm neo làm móng các bác nha. Đấy, giá trị 70.000 một bộ mà đầy đủ phụ kiện luôn các bác nha. 70.000 một bộ này các bác mua về cho chị em hoặc là vợ con mình xài nhá. Đấy, quá ok luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, dao cẩu râu này. Này, cẩu râu các bác nha. Máy cẩu râu này thì đợt này em đang thanh lý thì giá chỉ có 100.000 thôi. Các bác muốn tỉa râu thì ấn nút một bên này. Đấy, tỉa râu này. Còn nếu như muốn cạo mịn thì các bác bật cái chế độ này lên cho em. Đấy, cực kỳ tiện các bác nha. Giá chỉ có là 100.000 thôi. Cái này thì mình hết pin thì mình sạc điện cho em này. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, lô ổ khóa chống cắt này. Đấy, 50mm các bác nhá. Chống cắt, chống trộm này. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi. Siêu rẻ luôn các bác nhá. Siêu rẻ luôn này. Đấy, ok chưa?
qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bộ ly ấm trà các bác nhá. Đây, đây cái bộ nó nhỏ như thế này đấy cô bác anh chị mình. Các bác bỏ trà vào đây rồi pha nước chế ra các bác nhá. Nó hai lớp như thế này các bác này. Đấy, ok chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đi kèm là sẽ có 6 cái ly như thế này. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 100.000. Khi cô bác anh chị mình nhận hàng là nó sẽ như thế này cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 100.000 thôi. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình phích nước 3 lít các bác nha. Cái này thì các bác cắm điện các bác để trên bàn bàn uống nước này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Phích nước 3 lít Cucu của Hàn Quốc này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi các bác nhá. 180.000 này, cái này thì dung tích là 3 lít này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình một cái lô đồng hồ Ampekin các bác nha. Đấy, có đồng hồ hiển thị luôn cô bác anh chị mình. Giá cực kỳ rẻ luôn, đợt này thì em thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nhá. 130.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn. Bác nào nhu cầu chốt đồng hồ Ampekin này thì liên hệ ngay cho em nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái đèn dạ camera nhá. Đấy, cái đèn này thì lúc người đi ngang qua là nó sẽ tự động phát sáng và đặc biệt là sử dụng bằng năng lượng mặt trời cô bác anh chị mình. Ban ngày thì nó hấp thụ năng lượng mặt trời, ban đêm thì nó sẽ phát sáng cho cô bác anh chị mình. Đấy, cực kỳ sáng, các bác lắp ở hành lang hoặc cổng cho em này, cực kỳ tiện lợi luôn, giả camera các bác nhá. Còn có cả remote điều khiển từ xa luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 100.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái máy xay thịt các bác nhá. Đấy, xay thịt thủ công này. Đấy, cô bác anh chị mình muốn ở nhà xay thịt thì cô bác anh chị mình sử dụng cái sản phẩm này cho em các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác quay bằng tay này, các bác bỏ thịt vào đây các bác nhá, bỏ thịt vào đây và xoay ra này. Đấy, thịt chạy được nghiền nhỏ lại các bác này. Giá chỉ có là 130.000 thôi. Còn cái này thì các bác kẹp vào bàn cho em này. Đấy, cái này thì các bác kẹp vào bàn nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, rất tiện lợi. Giá chỉ có là 130.000 thôi. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bộ Lego xếp hình cô bác anh chị mình nhá, 520 chi tiết. Đấy, cái này thì các bác mua về cho con em mình để không phải sử dụng điện thoại nữa này, cái xếp các hình này theo trí tưởng tượng của con em mình này. Đấy, giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Một tip các bác nhá, cái này thì sẽ kèm một cái đầu chuyển từ bu lông sang đầu khoan 10 ly này, một đầu chuyển vít này, một tip 18 này, một tip 19 này, một tip 22 này, một tip 17 này và một tip 21 và một cái tip 14 kèm theo một cái lò bôi nhớt các bác nhá. Đấy, lò tip bôi nhớt này. Đấy, ok chưa? Tiếp mở các bác nha. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Qua tiếp cho các bác anh chị mình các bác nhá, cưa xích các bác này, bổ hai pin một sạc và một thân máy này. Đây, lam của nó đây các bác nhá. Đây, lam của nó là tầm 4 inch. Lam tầm 4 inch các bác nhá. Đây. Đấy, các bác còn muốn cưa cây hay là cưa ván thì các bác có thể mua loại này về xài cho em. Đấy, giá chỉ có là 350.000 thôi các bác nhá. 350.000. Kéo cắt tỉa hàng rào cô bác anh chị mình. Đấy, kéo cắt tỉa hàng rào các bác nhá. Cái này thì mình thu ngắn thu dài đều được này, này ngắn dài nhá các bác nhá. Giá là 110.000, kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật các bác nhá. Kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật này, giá là 110.000 này. Máy hàn mic không khí cô bác anh chị mình nhá. Hàng này là hàng Kingwell, hàng chính hãng cô bác anh chị mình. Cái này là mình không cần xài khí, mình xài cuộn thuốc các bác nhá. Và đợt này thì bên em có chương trình khuyến mại sẽ tặng kèm thêm một cuộn thuốc 1 ký cho cô bác anh chị mình khi mua máy hàn mic không khí này. Đây, tặng kèm một cuộn thuốc như thế này để cho cô bác anh chị mình về sử dụng nhá các bác nhá. Đi kèm này,
Đấy, thì sẽ có dây hàn, kìm hàn, kẹp mát này. Đấy, lúc nào thì các bác mà muốn hàn que thì các bác bật sang chế độ hàn que cho em nhé. Còn nếu như các bác nào mà hàn cuộn thuốc 0.8 này, 1.0 thì các bác bật theo tương ứng cho em này. Đây, ok chưa? Rất dễ sử dụng luôn. Đấy, và đi kèm là sẽ có này, súng mic này. Đây, ok chưa? Đấy, và chương trình khuyến mại thì đợt này thì bên em sẽ tặng kèm một cuộn thuốc mà giá thì bên em đang bán với giá là 1.750.000 cô bác anh chị mình. 1.750.000 tặng kèm một cái cuộn thuốc như thế này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, mic không xài khí các bác nhá. Đấy, cuộn thuốc thì về các bác bỏ vào đây. Đấy, ok chưa? Sắt ong để đánh bóng gỗ cô bác anh chị mình. Đấy, một lọ như thế này giá chỉ có là 30.000 thôi các bác nhá. Đấy, Tết đến rồi mà muốn làm mới gỗ của mình thì các bác có thể mua cái lọ này về các bác nhá, sắt ong này. Ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô sạc ắc quy các bác nhá, sạc bình ắc quy này. Đấy, cái này thì bác nào mà đang đi xe máy này. Đấy, vì các bác có thể sạc bình ắc quy 12V các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 95.000 thôi. 95.000 một cái sạc ắc quy này, bác nào mà để xe lâu ngày mà hết bị hoặc hết ắc quy ấy thì các bác có thể sắm ngay một cái sạc ắc quy như thế này, giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, khổ ga các bác nhá. Khổ ga thì bên em có hai loại các bác này. Đây, loại này thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000. Còn như bác nào mà lấy loại nhiều tiền hơn ấy thì loại này là 63.000 các bác nhá. Đấy, khổ ga bên em là có hai loại như thế này. Khoan các bác nhá, một khoan tháp này. Đấy, bên em ngày hôm nay về một cái bộ này siêu chất siêu lì luôn cô cho cô bác anh chị mình. Đấy, mũi khoan này. Đấy, mũi khoan tháp này. Cái này thì có 3 mũi khoan tháp và đấy, và thêm 3 mũi khoan thẳng như thế này nữa các bác nhá. Đấy, rất xịn sò luôn. Mà giá em nhiên thanh lý với giá chỉ có là 100.000 một bộ như thế này thôi cô bác anh chị mình nhá. 100.000 một bộ thôi, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô dây dù các bác nhá. Đây, dây dù này thì giá chỉ có là 10.000 một cuộn thôi. 10.000 một cuộn thôi cô bác anh chị mình, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác này. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Đấy, bác nào chốt liên hệ ngay cho em. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây. Đấy, thuốc chuột các bác nhá. Đấy, cái này mà cái này là thuốc chuột của Thái Lan. Đấy, chuột ăn vào thì nó sẽ tự động chết cho cô bác anh chị mình. Đấy, nó sẽ tìm nơi thoáng mát chứ nó không sẽ tìm ngóc ngách để chết đâu, nên các bác cứ yên tâm là nó sẽ không bị chết trong nhà đâu các bác nhá. Đấy, và một hộp thuốc chuột này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 25.000 thôi. 25.000 một hộp các bác nhá. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu bảy chuột này, đấy, bảy chuột các bác nhá, bảy chuột thông minh nhá, giá chỉ có là 15.000 thôi các bác nhá. Đấy, bảy chuột thông minh này giá là 15.000 này. Còn như bác nào ở nhà mình bị ruồi nhiều thì các bác có thể mua miếng dán này để cho ruồi nó bay vào, nó sẽ bị dính vào các bác nhá, rẻ cực kỳ luôn cô bác anh chị mình ơi. Đấy, 10.000 một tệp như thế này, và một tệp như thế này sẽ có 10 miếng cho cô bác anh chị mình thoải mái sử dụng các bác nhá. Một tệp như thế này là có 10 miếng ở phía trong. Đấy, bác nào nhu cầu mà dính ruồi các bác có thể mua cho em loại này cho cô bác về mình xài này. Đấy, quá tiện các bác nhá. Đấy, rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây, có bác nào nhu cầu này RB7 này thì bên em có hai dòng các bác nhá, một dòng bé và một dòng lớn này. RB7 dòng bé này, đấy, giá là 30.000 một lọ các bác nhá. 30.000 một lọ này. Còn nếu như các bác nào mà lấy dòng lớn này, đây, dòng lớn đây các bác nhá, 498ml này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. Gấp đôi mà giá thì cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy, lượng gấp đôi mà giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn đây là lọ xịt chống thấm các bác nhá. Đấy, bác nào đang còn chờ xịt chống thấm thì các bác có thể đặt ở bên em này, giá chỉ có là 30.000 thôi. Đấy, ngoài xịt chống thấm ra thì bên em còn có băng keo chống dột luôn cô bác anh chị mình. Đấy, băng keo chống dột các bác nhá. Cái này thì bản 5cm thì bên em đang thanh lý với giá là 20.000. Còn như bác nào mà lấy cái bản 10cm thì bên em thanh lý với giá là 50.000 cô bác anh chị mình. Đấy, giá là cực kỳ rẻ cho cô bác anh chị mình rồi nhá. Đấy, tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Đấy, cái này là dụng cụ lấy cắt tỉa lông mùi này. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 40.000 thôi, cắt tỉa lông mùi này. Còn qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, đuôi đèn cảm biến các bác nhá. Đuôi đèn cảm biến này, đuôi đèn này thì cô bác anh chị nào mà có người già và trẻ nhỏ buổi tối hay đi vệ sinh này thì các bác có thể lắp ngay ở cửa
cửa nhà này, cửa buồng này, hoặc là cửa nhà vệ sinh cho em, hoặc hành lang đi lại. Đấy, người đi đến đâu thì đèn sẽ nó sẽ đỏ đến đấy. Đấy, và người đi qua thì nó sẽ tự động tắt cho cô bác anh chị mình. Đấy, và em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 60.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 60.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp này. Đây, băng keo dán điện nha các bác nhá. Hàng xịn, hàng tốt luôn cô bác anh chị mình. Đấy, hàng công ty luôn cô bác anh chị mình nhá. Giá chỉ có là 5.000 một cuộn thôi, băng keo điện này, giá chỉ có là 5.000 một cuộn này. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, đèn nháy đây, để phục vụ Noel, phục vụ Tết này, bên em về rất nhiều luôn. Đấy, nhưng mà để đấy lắc này em sẽ giới thiệu cho cô bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì bên em sẽ qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, bộ ấm trà các bác nhé. Bộ này thì đi kèm là sẽ có 6 tách trà. Đấy. Và đồ đựng trà đây cô bác anh chị mình. Đấy, và đây là ấm này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 140.000. Các bác có thể mua về làm quà tặng hoặc là các bác xài cũng ok lắm các bác nhá. Đấy, cái hộp này các bác này. Đấy, các bác làm quà tặng là quá xịn sò luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy. Đèn. Đấy. Đấy. Đèn này thì trang trí sân vườn cho em các bác nhá. Đấy. Đèn trang trí sân vườn cho em này. Đấy, cái này thì các bác có thể đi chơi picnic cho em nhá. Giá chỉ có là 120.000 thôi. Đèn bảo các bác nhá. Đèn bảo đây các bác này. Đấy, có chỉnh ánh sáng tối sáng cho cô bác anh chị mình. 120.000 thôi cô bác anh chị mình này. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Quá rẻ này. Đấy. Còn đây là dây đèn led 10 m các bác nhá. Dây đèn led 10 m các bác có thể kết nối USB này, nó sẽ nhấp nháy theo nhạc cho cô bác anh chị mình. Kết nối điện thoại này. Đấy. Đầu dắt là đầu dắt USB này, các bác có điều khiển remote từ xa luôn. Và mình có cả thể là kết nối qua điện thoại cho các bác luôn nhá. Kết nối Bluetooth này. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, em sẽ bấm này. Đấy, cực kỳ tiện các bác nhỉ. Đấy, các bác muốn nhanh chậm gì thì các bác có thể điều chỉnh này. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy, đẹp chưa? Đẹp lung linh. Cái này dây của nó là tần 10 m các bác nhá. Em để chế độ auto này. Đấy. Đấy, các bác thích chuyển màu gì thì các bác chuyển nhá. Giá chỉ có là 90.000 thôi. Đấy, 10 m các bác nhá, 10 m này. Đấy, và một cái cuộn như thế này là 10 m các bác kết nối điện thoại cho em nhá. Đó, rất ok luôn. Còn như bác nào mà không thích loại đấy thì các bác có thể sử dụng cái đèn xoay vũ trường này cho em. Đèn xoay vũ trường này thì bên em Nhiên đang bán với giá là 50.000 thôi. Đấy, các bác có thể lắp ở ngay kia cửa nhà hoặc là trong phòng ngủ của mình. Đấy, cực kỳ đẹp các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô bóng đèn nháy này. Đấy, các bác thích màu vàng, màu xanh này hoặc là 7 màu các bác nhá. Màu vàng, màu xanh, 7 màu này. Đấy, quá tiền các bác này. Thích nháy thì nháy mà thích dừng thì dừng các bác nhá. Đấy. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy. Bên em Nhiên đang thanh lý giá chỉ có là 180.000 và dây led này thì bên em đang dài của nó là 100 m các bác nhá. Đấy, 7 màu này, màu vàng này, màu xanh này. Đấy, giá chỉ có là 180.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này, bếp ga du lịch các bác nhá. Đấy, bếp ga du lịch thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bếp ga du lịch các bác nhá, 80.000 thôi. Còn đây là bóng đèn này. Đấy, đèn này là đèn ốp tường. Đèn ốp tường, ốp cổng này sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy. Ban ngày thì nó sẽ nộp điện vào, ban đêm thì nó sẽ phát sáng cho cô bác anh chị mình. Đấy, các bác che lại để kiểm tra hàng này. Đấy, che lại các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có là 85.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 85.000 thôi. Đấy, còn đây là bộ bài vàng. Bộ bài vàng thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Bộ bài vàng các bác nhá, giá chỉ có là 35.000 thôi. Quá rẻ này. Tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình cân tiểu ly nhá. Cân tiểu ly thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000. Cái này thì mình cân từ 5 kg đổ xuống các bác nhá. Cân từ 5 kg đổ xuống này. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, khay đựng thức ăn này. Đây, khay đựng thức ăn này các bác cất trong tủ lạnh các bác nhá. Đấy, cái này thì gồm có 5 cái từ bé cho đến lớn này, kích cỡ là 16, 18, 20, 22, 24 và cái kích cỡ ngoài này là lớn nhất này, 24 này. Đấy, và bé nhất thì nó nằm ở phía trong các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. 140.000 thôi. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình ghi bổ. Đấy, bắn vít các bác nhá. Đấy, bổ bắn vít này. Đấy, bổ này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi. Cái này thì mình có thể đảo chiều được này, đẩy lên thẳng đứng được này. Đấy,
Cái này thì 4,2V. Đấy, bên em nhân thành gì với giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Khoan này 21V. 21V đất mắc nha các bác nha. Một pin, một sạc và một thân máy và kèm theo phụ kiện. Đấy, bên em nhiên thanh lý với giá chỉ có là 300.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. 300.000 một bộ thôi. Đấy, quá rẻ các bác nha. Cái này thì các bác về phần tường các bác nha. Phần tường này, bắn vít này, bắn tôn này. Đấy, quá tiền luôn. Giá chỉ có là 300.000 thôi các bác anh chị mình. Còn như bác nào mà xài hàng điện này thì bên em có khoan Kimco Naki này của hàng Nhật Bản các bác nha. Đầu 13 ly và kèm theo phụ kiện. Giá chỉ có là 280.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em nhân qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô máy thổi bụi hút bụi của Kutan hàng của Nhật Bản các bác nha. Đấy, cái này thì công suất của nó là 750W. Cái này thì nó hai chức năng. Đấy, vừa hút vừa thổi cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác nha. Đấy, 200.000. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái đèn này. Đấy, đèn tay cầm đen các bác nha. Đấy, cực kỳ sáng luôn. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mình kiểm tra được cái dung lượng pin còn hết này. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 75.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình này. Đấy. Chảo tổ ong các bác nhá. Đấy, lòng sâu luôn các bác nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ tầm rớt vào hay mấy, nói chung tầm 30 hoặc 32 gì đấy. Giá chỉ có là 140.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy lòng sâu 2 quai này, lòng sâu 2 quai nha các bác nhá. Đấy, tầm 28 cm này thì giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Đấy, bác nào nhu cầu về ấm cúc cu các bác nhá. Ấm cúc cu này, ấm siêu tốc cúc cu này, giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Ấm siêu tốc cúc cu này. Còn như các bác nào nhu cầu phích này, phích của cúc cu này. Đấy. Phích này là dung tích của nó là 3 lít các bác nhá. Đấy, các bác cắm để các bác để ngay phòng khách luôn cũng được. Đấy, giá chỉ có là 180.000 thôi. Rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, đèn 4 cánh các bác nhá. Đấy, đèn 4 cánh này. Cái này thì các bác vừa sạc này vừa sử dụng được năng lượng mặt trời luôn. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. 75.000 thôi các bác nhá. Còn đây là bóng đèn 50W này. Đấy, bên em về một cái lô rất nhiều luôn. Đấy, bên em nhiên thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bóng đèn 50W giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhiên nhá. Đấy, bóng đèn 50W này. Giá chỉ có là 50.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Còn như bác nào mà nhu cầu về bóng 10W này, đấy, thì giá là 15.000 cô bác anh chị mình nhá. Bóng 10W thì giá chỉ có là 15.000 thôi. Đấy, giá là cực kỳ rẻ các bác nhá. Giá là cực kỳ rẻ luôn. 10W này 15.000 này. Đấy. Ok chưa ạ? Giá cực kỳ rẻ. Đuôi đèn này, đuôi đèn switch này cắm này giá chỉ có là 5.000 một cái các bác nhá. Đuôi đèn cắm là 5.000 một cái này. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị máy hút bụi thổi bụi của Nhật Bản các bác nhá. Đây, giá chỉ có là 180.000 thôi. Sau này là các bác thổi này, đứng trước là các bác hút nhá. Giá chỉ có là 180.000 cô bác anh chị mình. Đấy, tiếp theo em qua tiếp này. Đấy, thân máy cơ kiếm các bác nhá. Đấy, bên em đang thanh lý với giá là 410.000. Đấy, thân máy cơ kiếm này 410.000. Đấy, còn đây là tưới cây xịt cây 2 lít này, giá là 60.000 các bác nhá. Bơm đạp chân này. Đấy. Bơm đạp chân nhá, hai ống nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Còn đây là ổ khóa chống cắt chống trộm này, 60mm các bác nhá. Giá là 100.000. Lưỡi cắt đa năng, cắt mọi sắt gỗ đá gì cũng được hết. Giá chỉ có là 50.000. Đấy, 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Lưỡi cắt đa năng này. Cái này là lưỡi cắt đa năng, còn đây là lam xích tròn, giá chỉ có là 55.000 thôi. Khò ga thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000 cô bác anh chị mình. Đấy, mỏ hàn chì này, giá là 40.000. Chì hàn cũng là giá là 40.000 cô bác anh chị mình nhá. Rồi cô bác anh chị nào nhu cầu về đá cắt ạ, đá cắt của máy cắt sắt loại lớn các bác nhá. Đấy, 5 lưỡi thì giá chỉ có 165.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 5 lưỡi giá là 165.000 này. Đấy. Còn đây là dao này, dao thái các bác nhá, 55.000 một cái các bác nhá. 55.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Ổ cắm Thái Lan này bên em đang thanh lý với giá là 50.000. Còn đây là phích này, phích kèm chuôi của nó này. Đấy. 2 mét các bác nhá, 2 mét dây này, giá chỉ có là 25.000 thôi.
Còn đây là dây đổi nguồn này. Dây đổi nguồn này thì em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 này. Mài dao ba khe đấy, giá chỉ có là 25.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Mài dao ba khe là 25.000 này đấy. Còn đây là mũi vít này giá là 2.000 một cái. Và đầu tôn này giá là 2.000 một cái các bác nhá. Mũi khoan thì 15.000 một đôi này đấy. Mũi khoan này giá là 15.000 một đôi các bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình phun sơn này, tách mắc nhá. Đấy, giá chỉ có là 450.000 thôi cô bác anh chị mình. Phun sơn tách mắc này giá chỉ có là 450.000. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình nhá. Đây, kềm này, kềm bải vàng này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Còn đây là kéo cắt cành của Nhật này, bên em Nhiên thanh lý với giá cũng chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, vít hai đầu này, vít tăng hai đầu nhá. Vít tăng hai đầu của bác anh chị mình, các bác có thể đổi chiều sang như thế này cho em. Giá chỉ có là 10.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, đĩa này, đĩa trưng bày hoa quả để cho các bác đi hay đi thờ cúng này, để xếp tầng xếp lớp lên các bác nhá. Giá chỉ có là 75.000 thôi các bác anh chị mình. Đĩa inox này. Đấy. Đĩa inox các bác nhá, giá chỉ có là 75.000 thôi. Đấy, 5 đĩa các bác nhá. 2 4 5 này. Còn đây là cạy kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật Bản, giá là 110.000. Đấy, bóc cơ nâng cơ này. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá là 40.000 này. Búa này, búa cờ mỉ các bác nhá. Búa cờ mỉ thì bên em có hai dòng, dòng ngắn như thế này thì 50.000, còn dòng dài thì bên em đang thanh lý với giá là 65.000. Qua tiếp cho các bác anh chị này, bút lấy dấu này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bút lấy dấu là 50.000. Tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Lam xích các bác nhá. Đấy, bổ hai pin, một sạc và một thân máy này. Giá của em nó là 350.000. Đấy, 350.000 các bác anh chị mình nhá. 350.000 này. Đấy, còn như bác nào nhu cầu về máy rửa xe pin các bác nhá. Rửa xe pin, một sạc và một thân máy. Đấy, pin trong này là pin 5 cell các bác nhá. Pin 5 cell này. Đấy, một pin, một máy, một sạc này, giá chỉ có là 260.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 260.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, bổ dầu búc này. Ai bộ dầu búc thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 55.000 một bộ, mà có các bác có tận 5 món các bác nhá. Đấy, bộ dầu búc này 5 món mà có mà giá chỉ có là 55.000 thôi. Còn ổ mùi này, đây, bộ mùi khoét này, đấy, giá là 150.000 các bác anh chị mình nhá. Bộ mùi khoét này giá là 150.000. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị này. Đây, bên em có cái đèn vừa quạt này. Đây, vừa đèn vừa quạt các bác nhá. Cái này thì sạc được năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đầu này là đèn, đầu này là quạt các bác này. Đấy, các bác có thể sạc được cả điện thoại luôn. Giá chỉ có là 100.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Đấy, quạt này. Đấy, giá 100.000 của bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình một cái lô đồng hồ Ampe Kim các bác nhá. Đấy, có đồng hồ hiển thị luôn các bác anh chị mình. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đợt này thì em thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nhá. 130.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn. Bác nào nhu cầu chốt đồng hồ Ampe Kim này thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, ngày hôm nay thì bên em thanh lý cho cô bác anh chị mình một cái lô rắc hơi các bác nhá, về rất nhiều luôn. Đấy, giá chỉ có là 70.000 một bộ như thế này thôi. Cái này thì nó sẽ có kích cỡ từ bé cho đến lớn như thế này luôn các bác này. Rất dễ sử dụng cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Đấy, ok chưa ạ? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, dây đèn led này, đầu dắt USB. Cái này thì các bác nó sẽ nhảy theo nhạc cho cô bác anh chị mình. Đấy, kết nối Bluetooth này. Đấy, kết nối qua app của điện thoại này. Đấy, các bác có cả remote điều khiển từ xa luôn. Và dây này thì dài của nó là 10m cô bác anh chị mình. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 90.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn cho cô bác anh chị mình. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá.